Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì các giao dịch dân sự có yếu tố nước ngoài đang ngày một tăng. Thế nhưng trong nhiều trường hợp, các bên tham gia không trực tiếp tham gia được vào giao dịch. Và vì nhiều lý do khác nhau mà người ta có thể tham gia vào giao dịch thông qua người đại diện. Chính vì vậy mà trong chương trình Hoàn thiện hồ sơ ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cố gắng trình bày một số quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc ủy quyền thông qua người đại diện. Và chương trình sẽ được thực hiện với phần tư vấn của Thạc sĩ luật Phạm Thanh Bình, Công ty luật Hồng Hà ở Hà Nội. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước hết đề nghị ông cho biết là cái khái niệm người đại diện thì được pháp luật định nghĩa như thế nào? Người đại diện tức là cái việc một người nhân danh và vì lợi ích của một người khác để thực hiện và giao kết và thực hiện các cái giao dịch dân sự. Ví dụ một người có nhu cầu mua bán nhà thì có thể sau khi xem xét nhà thì có thể là nhờ một người khác, tức là ủy quyền cho một người khác thay mặt mình đi ký cái hợp đồng mua bán nhà với cái bên bán nhà. Cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác là có thể là ủy quyền cho người khác đại diện cho mình để tham gia các cái giao dịch dân sự, trừ một số trường hợp mà pháp luật quy định là buộc chính cái người đó phải tham gia trực tiếp mà không được ủy quyền cho người khác. Ví dụ như là cái việc đi đăng ký kết hôn, thì theo quy định của pháp luật là đích thân những người có nguyện vọng đăng ký kết hôn phải đến ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền để làm thủ tục đăng ký kết hôn, chứ không thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình để đi cùng với cái cô vợ sắp cưới để đến ủy ban để ký vào giấy đăng ký kết hôn được. Thế và cái hành vi đại diện của cái người đại diện á, thì nó sẽ làm phát sinh các cái quyền nghĩa vụ của người được đại diện. Ví dụ tức là một người mà ủy quyền cho một người khác đi mua nhà chẳng hạn, đi ký các hợp đồng mua nhà, thế thì trong cái hợp đồng mua nhà nó sẽ có quy định là cái ngôi nhà này sẽ mua bao nhiêu tiền và đến thời điểm nào thì giao tiền, thời điểm nào giao nhà, vân vân. Thế thì những cái quyền và nghĩa vụ nó phát sinh ấy, được quy định trong cái hợp đồng do người ủy quyền xác lập ấy, thì nó sẽ ràng buộc đối với cái người mà cử đại diện, tức là cái người ủy quyền. Có nghĩa là cái người ủy quyền mới là người thực sự mua nhà, thì cái người đó sẽ phải trả tiền theo đúng cái tiến độ, theo đúng cái thời gian mà đã được quy định ở trong cái hợp đồng mua bán nhà mà do cái người nhận ủy quyền ấy xác lập. Nhưng mà nói tóm lại thì không phải trường hợp nào người ta cũng có thể ủy quyền, đúng không? Vâng. Về nhìn chung, nói chung là trong các giao dịch dân sự thì có thể ủy quyền được, chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt. Thì pháp luật yêu cầu là đích thân cái người đó phải tự mình thực hiện giao dịch. Và những trường hợp này thì tôi sẽ giới thiệu ở phần sau. Ông có thể cho biết là người nhận ủy quyền thì phải cần thỏa mãn những điều kiện gì? Người đại diện phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Cụ thể, tức là người này phải có đủ tuổi, độ tuổi là từ đủ 18 tuổi trở lên. Và thứ hai là không mắc các cái bệnh mà ảnh hưởng đến cái việc nhận thức cũng như là việc thực hiện các cái giao dịch dân sự. Trong một số trường hợp đặc biệt thì pháp luật còn cho phép cái người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi cũng được làm người đại diện theo ủy quyền. Tức là mức độ tuổi thấp hơn. Vâng, tất nhiên là trong một số trường hợp đặc biệt, và cái đó thì tôi sẽ xin giới thiệu ở phần sau. Thì trong trường hợp đó, nếu mà rơi vào những cái trường hợp mà pháp luật cho phép, thì những cái người mà từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi cũng vẫn có thể là được làm người đại diện. Ví dụ là có một trường hợp ký kết hợp đồng lao động. Theo quy định của pháp luật lao động thì từ đủ 16 tuổi trở lên là có quyền giao kết hợp đồng lao động. Thế nhưng mà trong trường hợp ví dụ như là có hai anh cùng đến giao kết hợp đồng lao động tại một cái công ty, nhưng vì một lý do nào đó thì đến cái hôm giao kết thì một người vắng mặt, thì cái người vắng mặt thì có thể ủy quyền cho người bạn mình cũng bằng độ tuổi của mình thôi, thay mặt mình để ký với hợp đồng lao động với cái công ty mà có cái nhu cầu tuyển dụng. Thế thì trong trường hợp đó thì pháp luật cho phép, tức là cái người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là làm người đại diện theo ủy quyền. Và có một điều là cần phải chú ý khi nói đến người đại diện, tức là pháp luật quy định có hai loại người đại diện, là người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền. Thì vị trí pháp lý rồi là các quyền và nghĩa vụ của hai loại người này nó có những cái đặc điểm khác nhau. Vậy xin ông cho biết là thế nào là người đại diện theo pháp luật? Người đại diện theo pháp luật là người đại diện do pháp luật quy định hoặc là do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. Ví dụ pháp luật quy định giám đốc của một công ty là người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp đó, thì cái ông giám đốc đó đương nhiên trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp mà không cần phải có một sự ủy quyền nào khác. Ông có thể nói kỹ hơn là người đại diện theo pháp luật thì gồm những người nào trong đấy ạ? Như tôi vừa nêu ở trên ấy, người đại diện theo pháp luật là người do pháp luật quy định, tức là cái việc ủy quyền, việc đại diện của họ được xác lập là trên cơ sở quy định của pháp luật hoặc là trên cơ sở các quy định của cơ quan của nhà nước có thẩm quyền. Thế do đó là
Hiện nay thì cái người đại diện theo pháp luật thông thường là phổ biến ở một số dạng người sau đây. Thứ nhất là cha mẹ đối với, là người đại diện của con chưa thành niên. Thứ hai là người giám hộ đối với người được giám hộ. Ví dụ như đối với trẻ mồ côi hoặc đối với những cái trẻ mà bị khuyết tật vân vân thì cái người giám hộ ấy thì đương nhiên trở thành người đại diện theo pháp luật. Thứ ba là người được tòa án chỉ định để làm người giám hộ cho cái người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Ví dụ đối với những cái trường hợp mà những cái người mà bị khuyết tật nhưng lại không có họ hàng thân thích thì tòa án có thể chỉ định một người nào đó làm người giám hộ cho người này thì người này cũng trở thành người đại diện theo pháp luật cho người khuyết tật đó. Thứ tư là người đứng đầu pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc là theo quy định của cái điều lệ của cái pháp nhân đó, như là cái ví dụ tôi vừa nói trên đấy, tức là cái người đứng đầu của một doanh nghiệp thì có thể là ông tổng giám đốc, có thể là ông chủ tịch hội đồng quản trị. Thì nếu pháp luật quy định là ông chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của cái doanh nghiệp đó thì ông chủ tịch hội đồng quản trị sẽ trở thành người đại diện theo pháp luật, tự mình tham gia hoặc ký kết các cái giao dịch dân sự khác mà không cần phải có sự ủy quyền của pháp nhân đó. Dạng thứ năm nữa là chủ hộ gia đình đối với các cái hộ gia đình. Hộ gia đình ở đây tức là các cái hộ gia đình mà sản xuất. Hoặc là những cái hộ gia đình mà như là ví dụ như chúng ta là trong sổ hộ khẩu của chúng ta chẳng hạn thì thường là có một người đứng giữ vai trò chủ hộ. Thế thì khi có một cái việc gì đó ở phường, ở tổ thì là người ta thường là yêu cầu là cái đích danh cái người chủ hộ là thực hiện các cái giao dịch nhân danh cái gia đình đó. Thứ sáu là cái tổ trưởng, cái người tổ trưởng đối với cái tổ hợp tác. Tức là đây là một cái loại hình ở sản xuất mà hiện nay ở Việt Nam vẫn còn tương đối phổ biến. Và một cái dạng thứ bảy nữa thì pháp luật quy định chung là những người khác theo quy định pháp luật, tức là không thuộc những đối tượng trên mà có thể trở thành người đại diện theo pháp luật. Nói chung là có bảy cái đối tượng ấy thì được coi là người đại diện theo pháp luật. Vâng, và thế là ông vừa nói về cái trường hợp là đại diện theo pháp luật, thế còn là trường hợp đại diện theo ủy quyền thì pháp luật quy định ra sao? Đại diện theo ủy quyền tức là cái việc đại diện theo một cái sự ủy quyền của một cá nhân hoặc là của một cái tổ chức giữa cái người đại diện và người được đại diện. Thế cá nhân hoặc là người đại diện theo pháp luật của pháp nhân ấy, là có thể đại diện ủy quyền cho người khác, đại diện cho mình để giao kết và tham gia các cái giao dịch dân sự. Thế thì hình thức ủy quyền này trong cái trường hợp này ấy, thì là do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định là buộc phải lập thành văn bản. Tôi nói ví dụ như là hai cá nhân, anh A có thể ủy quyền, ví dụ như là anh A về Việt Nam, hai cá nhân ở nước ngoài, anh A về Việt Nam ăn Tết chẳng hạn. Thế thì anh A có thể là ủy quyền cho anh B, tức là nhờ anh B là đại diện là thay mặt mình, tức là tặng cho một cái tổ chức từ thiện ở Việt Nam một cái món quà. Anh này là anh B sẽ mang từ nước ngoài về. Thế thì trong cái trường hợp này, cái sự ủy quyền giữa hai cá nhân này á, thì không nhất thiết phải lập thành văn bản. Tức là miễn là khi anh B về, anh thông báo với cái tổ chức từ thiện này rằng là chúng tôi sẽ thay mặt anh A để tặng đến cái tổ chức từ thiện là một cái món quà nhân cái dịp Tết Kỷ Sửu chẳng hạn. Thế thì trường hợp hay ủy quyền ấy không cần phải có văn bản. Thế nhưng mà một số cái ủy quyền để tham gia các cái giao dịch dân sự, ví dụ như ủy quyền để đi liên hệ với các cơ quan nhà nước để xin cấp sổ đỏ chẳng hạn này, hoặc là để ủy quyền để đi ký hợp đồng mua bán này, hoặc là tham gia các cái giao dịch như là công chứng, hợp đồng, nọ kia vân vân, thì trong trường hợp ấy thì phải lập thành văn bản.